Chào các bạn đến với video clip thứ ba hướng dẫn lập trình cơ bản phần cắt HTML. Và chúng ta đang dừng lại ở việc dựng lại web tĩnh Google. Đây là thư mục localhost. Đây là trang chủ. Ở video clip trước chúng ta đã dựng được phần header và đang làm dở dang phần footer. Ta sẽ mở file này ra, sửa bằng bát công cộng. Đây là mã nguồn của chúng ta, để xem nào. Chúng ta đã bố trí được chữ, đây là làm cái hình nền. Xem nhé, làm cái hình nền nó giống như vậy. Chúng ta cần lấy mã màu, copy ở đây mã màu của cái này. Footer đây, background đây. Okay, nó đã có một footer giống như vậy rồi. Tuy nhiên các bạn để ý thấy thì ở phía dưới này có một viền màu trắng, để mình xem do đâu mà nó có cái viền trắng đó. Mình phóng to một tí nhé. Okay. Footer này là do body à? À không, mình xem nó do cái thẻ div body này làm một khoảng trắng ở dưới. Mình xem không phải cái đó, không phải do cái body đó. Về do một cái gì đây, chỗ này margin trắng này là sao nhỉ? Để mình xem trang chủ Google có không nhé. Không có. Như vậy thì ở đây có một cái thẻ nào đó đã làm cái footer này nó hiện ra. À đây là do cái item này nó quá to hả? Ok, xem nào. Ok, ở đây mình sẽ nói một tí về cái thuộc tính margin này. Đây là một thuộc tính tạo ra một khoảng trống bên ngoài một cái thẻ. Margin là tạo ra một khoảng trống bên ngoài cái thẻ. Các bạn đưa chuột vòng này, các bạn thấy trên hình là có một viền màu nâu xung quanh một cái chữ giới thiệu. Đấy là cái vùng của margin. Thì cái margin này được định dạng thế nào? Thực chất margin đầy đủ của nó là như vậy, có bốn thuộc tính tương ứng với lại ở đây là top, top right, button và left, tức là đi theo chiều kim đồng hồ, là ở trên, bên phải, ở dưới và bên trái. Thì nếu các bạn thấy họ ghi như vậy không, có nghĩa là nó viết tắt, tức là chỗ này sẽ là vùng phía trên và bên dưới, và chỗ này sẽ là mô tả cho vùng bên trái và bên phải. Thì ở đây chúng ta cần tách biệt rõ ra, vì nếu như mà ở trên mà ở dưới cùng kích thước thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng bị đẩy như hồi nãy, nên ở đây phải có 15 thôi. Còn vùng phía dưới chúng ta chỉ cho, thật ra chúng ta cũng không cần vùng phía dưới, thì chỗ này sẽ bằng không, không quan trọng. Đấy, các bạn thấy vùng phía dưới không? Rồi đây đấy, thì chúng ta sẽ có được cái viền sáng như vậy. Chúng ta copy cái này vào trong mã nguồn. Các bạn yên tâm, nếu như các bạn xem lần đầu không hiểu, các bạn có thể xem lại lần một, lần hai, và chứ các bạn có thể bỏ qua clip và các bạn đi xem những clip sau, vì cái này để làm được phụ thuộc vào các bạn tiếp xúc với nó càng nhiều càng tốt. Vì thú thật khi mình học ở trong trường, các giáo viên có dạy cho mình về CSS. CSS tức là cái bên này đây, cái bên phải đây. Nhưng lúc đấy mình chả hiểu nó là cái gì và cũng chả thấy nó cần thiết. Và mình đã thực sự là sau khi mình tốt nghiệp mình đã không hiểu được CSS lắm. Mãi đến sau này khi mà có nhu cầu thì mình mới bắt đầu học. Và cách mình học là tham gia một blog cho phép thiết kế giao diện. Thời đấy blog còn thông dụng, chưa có Facebook. Cho phép tương tác với giao diện web bằng CSS, và mình đã học
mình đã tự học cái CSS lại trên blog đó. Thì bây giờ các bạn cũng vậy thôi, các bạn có thể tự học lấy, không có vấn đề lớn như gì. Để mình xem rồi, cái đó đã có được cái giao diện xét đấy. Cái này nó do xem nào. Ok, tầm đấy thôi, cái này cũng không cần phải to lắm. Cái body của mình đâu nhỉ? Hai item body body đây rồi. Chúng ta xem thế nào. Cái body phía dưới này nhìn kỹ, các bạn sẽ có một cái border rất là mỏng ở phía trên này. Mình xem đây, nó có một cái đường viền. Nếu bạn phóng to lên thì thấy một cái đường viền khoảng bao nhiêu pixel, khoảng 1 pixel thì phải ở phía trên này. Các bạn tạo ra cái này bằng cách, cũng sẽ tạo được bằng cách như sau nhé. Các bạn, nó là border của div, các bạn có thể để trong cái div này các bạn thêm một thuộc tính là border đường viền đấy. Nó là border top cho nên các bạn có để border top. Cái độ dày của nó là 1 pixel. Kiểu của nó là kiểu đường thẳng, nó là solid. Màu của nó là màu gì, mình cứ tạo một cái màu white trước đi. Rồi ok, để mình lưu cái này lại trong cái 59. Các bạn thấy xem, các bạn có thể biết được cái vị trí của cái mô tả này ở đâu bằng cách nhìn vào bên đây. Bạn thấy đây là trong trang trang chủ HTML 2.59, có nghĩa là ở dòng 59. Các bạn có thể ở đây bấm chữ go, Ctrl G chữ go, bạn gọi chữ 59, nó sẽ đi tới cái vùng, tới cái chỗ mà mô tả. Các bạn bắt vào đây làm cách nhanh. Và cái mã màu mà chúng ta lấy được trong Photoshop lúc nãy là cái này đây, thăng lên. Bây giờ chúng ta đã có được cái footer giống như trong thiết kế ở đây. Đây, chúng ta đã hoàn chỉnh được cái footer. Xem còn lần nữa không nào. Ok, chúng ta đã hoàn chỉnh được footer. Bây giờ chúng ta làm tới phần body là ổn. Thì body này nó Google có thuộc tính là logo nó sẽ thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên ở đây chúng ta không quan tâm lắm vấn đề đó, chúng ta chỉ cần lấy cái hình này ra. Rồi cái hình này cũng giống như là cái menu phía trên thôi. Các bạn chỉ cần copy cái này, copy tương đối thì cũng được. Đấy. Bỏ nó vào đầu đó nhé. Logo. À, cái này cho là gọi là logo đi. Ok các bạn, lấy cái hình này cách đưa nó vào trong ở đây. Ok. Để tạo ra cái phần logo cũng giống như ở trên thôi, các bạn tạo ra một cái div image ở đây. Bỏ nó trong cái phần này. Body item không cần. Cái này mình không cần class luôn. Mình sẽ cho nó là logo. Ok, anh ta đã có được cái logo. Và để mình xem đây. Div body nào. Div là cái logo chúng ta nằm trong body, nó sẽ mô tả như thế này: logo, background white, kích thước nó bao nhiêu nhỉ? Ở đây mình xem là 520 và 225, 500 cho 30 luôn, nó tròn 30 pixel, 230. Cái này cũng không cần chính xác lắm, còn tương đối thôi. Rồi để chúng ta xem coi nó hiện ra chưa nhá. Ok, chúng ta đã hiện ra rồi. Tuy nhiên trong thiết kế thì nó sẽ nằm ở giữa màn hình chứ không phải nằm bên thế này. Vậy thì làm sao chúng ta đưa một cái item ra chính giữa màn hình? Cái một item chính giữa màn hình thì chúng ta thử xem, không nhớ đến thuộc tính nào.
Đây deep logo. Các bạn đã biết về cái thuộc tính mật gen rồi, nó sẽ tạo khoảng cách, xung quanh cái item đó, thì chúng ta không quan tâm tới phía trên và phía dưới nên chúng ta để nó bằng không. Như vậy là trên phía dưới, và chúng ta muốn hai bên nó tự động canh giữa, các bạn có thể để chữ auto. Đây là một cách để làm ra, một trong những cách để làm ra 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 một cái để đưa một cái thẻ ra giữa nằm, nó sẽ tự động canh. Mình đây là một cách, copy cái này vào đây. Này, có rất nhiều cách để làm với cái hưởng ở giữa nha, và đây là một cách mà mình thích dùng nhất. Các bạn có thể sau này các bạn nếu mà phát hiện ra chỗ này nó bị lệch đây, mình chỉnh một tí nhé. Là do top. Ok, không phải như vậy. Ở đây nảy sinh một vấn đề nhé. Các bạn lưu ý là cái code code CSS này trình duyệt nó sẽ đọc từ trên xuống, và cái nào ở dưới cùng, cái này là nó liên quan tới vấn đề quy tắc ưu tiên của trình duyệt khi đọc CSS. Tức là ví dụ như có hai cái mô tả có hai cái mô tả về một cái thẻ, thì trình duyệt sẽ ưu tiên cái nào, là vấn đề mà chúng ta cần cần nói tới. Thực ra này có lẽ mình phải liệt kê ra một cái danh sách ở đây. Ok, mình nói cái này gọi là quy tắc. Cái này là lý thuyết một tí nhé, nhưng mà cũng phải nói vì không có cách nào khác. Quy tắc ưu tiên mô tả thì quy tắc thứ nhất là từ trên xuống, tức là cái nào cái mô tả nào nằm ở dưới cùng sẽ là mô tả mà trình duyệt sẽ áp dụng cho cái thẻ đó, từ trên xuống. Ví dụ như mình nói ví dụ như có một cái thẻ tên là A. A này là thẻ A, nó được mô tả cái gì đó, mô tả thuộc tính một bằng 100 đi, và ở dưới này nó cũng có một cái thuộc tính A khác, nó cũng có một cái thẻ, có một mô tả khác, và nó đặt thuộc tính này là bằng 200, thì trình duyệt sẽ tính cái này và bỏ qua cái này, là trong trong cùng một code CSS. Là ví dụ như ở đây các bạn có cái này, và ngay phía dưới nó hoặc là xa hơn ở dưới phía dưới nó mà nó có một cái thuộc tính khác, có một cái đoạn mô tả khác, và ở đây nó ghi là 25, thì trình duyệt sẽ đầu tiên sẽ đọc cái này, nó chấp nhận cái này và nó chấp nhận cái này luôn. Tuy nhiên khi nó đọc đến đây thì nó thấy rằng có một mô tả khác về top của bell là 25, thì nó sẽ bỏ qua cái này mà nó lấy cái này, và chỗ này không có mô tả về background và position cho nên nó sẽ vẫn giữ cái mô tả này, sử dụng cái mô tả này mà chỉ bỏ mô tả này mà thôi. Đó là quy tắc từ trên xuống, đấy. Ok, thì quy tắc từ trên xuống các bạn có thể thấy ở đây, mình sẽ ví dụ cho các bạn luôn nhé. Mình để đây bell 25 nhé, đây 15 nhé. Các bạn sẽ F5 một cái. Rồi các bạn thấy ở đây không? Ok. Cái này không dùng cái này được. Mình xem nào. Đợi một tí nhé. Rồi, ở đây mình nói lại về cái vấn đề ưu tiên nhà trước. Các bạn thấy ở đây cái mô tả 25 này nằm ở dòng 38, và cái mô tả về 15 này nằm ở dòng 32, cho nên là cái này nằm ở dưới, nên nó sẽ bỏ qua. Các bạn thấy đây, cái trình duyệt nó gạch bỏ cái tab 15 này đi, nó không công nhận cái này, nó bỏ qua cái này và nó sử dụng cái này để mô tả cho cái tab 15. Và khi các bạn chỉnh nó đây nè, nó sẽ đi theo, thấy không? Cái chữ này nó sẽ đi theo. Còn các bạn chỉnh ở chỗ này á, nó chả có tác dụng gì hết, bởi vì là trình duyệt đã bỏ qua rồi. Đó là quy tắc từ trên xuống. Ok, mình bỏ này đi. Và quy tắc thứ hai đó là quy tắc cái gì, cái mô gọi là thế nào nhỉ? Thật ra trong tiếng Anh nó gọi là selected, selected, selection.
Đấy thì cái này trong dịch ra có nghĩa là cái tiếng Anh là chỗ nào gọi tên chính xác nhất, chỗ gọi tên chắc nhất. Đây là một cái ưu tiên cao hơn phía trên nhé. Cái này cũng là mức độ, cái này mình xem nên đọc lại, cái này là ưu tiên cao nhất nhé, cái này là ưu tiên thấp hơn. Nếu như mà có nào từ trên xuống là ok, và nếu như có một chỗ nào mà nó gọi tên chính xác hơn thì nó sẽ ưu tiên chỗ đó, ưu tiên cao hơn cái vấn đề từ trên xuống. Nói ví dụ cụ thể ở đây, đây sẽ phức tạp hơn một tí nhé. Rồi ở đây các bạn thấy một trường hợp cụ thể mà chúng ta gặp, thì ở đây là vấn đề vừa position relay và top 15 nhé. Các bạn thấy khi các bạn lít chuột vào trong một cái item hình ảnh ở phía trên này, thì bên phải sẽ hiện ra tất cả những cái mô tả liên quan tới cái item mà các bạn chọn vào, các bạn lít vào, thì ở đây là tất cả những cái mô tả mà item, những cái mô tả về item đó. Thì các bạn thấy ở đây có một vấn đề, ở đây là chỗ này, chỗ deep bell này nó ở dòng 32, mà cái deep item này là dòng 16. Vậy có nghĩa là cái này ở trên mà lại được ưu tiên cao hơn cái ở dưới này. Lý do tại sao? Lý do là tại vì cái phía dưới này nè, nó mô tả không chính xác, không mô tả không chính xác bằng cái phía trên này. Cái này thật ra là dựa vào kinh nghiệm là chính, bởi vì lý thuyết là như vậy. Chứ bạn thấy đây nó mô tả kỹ hơn nè, là nó nói rằng là cái nó tả vào những cái item ở trong cái thẻ, một cái thẻ cụ thể luôn. Còn cái này thì nó không có chính xác bằng, bởi vì nó chỉ đơn giản là nó một cái item thôi, tiếp item thôi, thì cái này sẽ được ưu tiên cao hơn. Thì thật ra cái này cũng không phải là vấn đề lớn lắm, bởi vì nếu các bạn trong trường hợp các bạn đang làm CSS mà gặp những tình huống này, thì các bạn cứ xét xem cái nào nó các bạn có cái nào các bạn đang cần cần cái nào hơn, thì các bạn cứ đổi dữ liệu vào. Ví dụ các bạn nói là các bạn thật sự cần cái bell này chính xác hơn, thì các bạn có thể làm như sau nhé. Bạn có thể thêm theo cái mô tả giống như này, chỗ bell 25 nhé. Đây các bạn cứ thêm vào đây, bạn cứ làm cái thêm một cái mô tả vào cho nó chính xác hơn cái ở phía trên là được. Avatar rồi đấy, các bạn thấy nó sẽ lấy lại đúng là giá trị của nó. Đây là không phải vấn đề lớn lắm, các bạn làm nhiều các bạn sẽ hiểu được và biết cách xử lý những tình huống như vậy. Thì như bạn thấy ở đây thì mô tả trên này bây giờ nó là chính xác hơn rồi, nó là hai cái thẻ deep cụ thể luôn, còn cái này chỉ là một cái mô tả ID và một cái mô tả class. Thì cái class nó không chính xác bằng một cái deep, một cái ID, nên là sẽ ưu tiên cái này hơn. Rồi cái này là cũng dựa trên kinh nghiệm của mình thôi, chứ thực sự mình cũng chưa đọc một cái tài liệu nào, có thời gian mình sẽ đọc lại và trình bày cái này rõ hơn. Tuy nhiên nếu gặp lại trường hợp này, các bạn cứ xử lý đơn giản như vậy, các bạn tạo được mô tả, sửa cái mô tả lại cho nó chính xác là được. Rồi chúng ta đã sửa được cái này, bây giờ vấn đề quay lại với cái chỗ này. Ta có hình ở giữa rồi, tiếp theo là chúng ta để xem nào, chúng ta tạo ra một cái chỗ này là cái chỗ để nhập, chỗ này là cái chỗ để nhập chỗ này là có một cái hình chữ nhật border ở đây, và nó cho chỗ vùng này là để nhập từ khóa. Vùng này có thêm hai tấm ảnh này có thể lít được, và theo theo như mô tả của thiết kế viên, hai cái nút này có thể lít được, nó là button. Đây chỗ này sẽ hơi khó, nhưng mình sẽ làm cho nó dễ đi một tí. Đầu tiên là chúng ta tạo ra một hình chữ nhật. Sao tạo ra hình chữ nhật? Chúng ta vẫn dùng thẻ deep thôi. Ở đây là đặt là input zone nhé. Ok, đó mình sẽ trong body ở đây mình sẽ deep body deep input zone. Ok, đây chỗ này. Chỗ này mình sẽ cho nó một cái border border xung quanh luôn, thì không cần top gì hết. Chúng ta một
solid ray. Ok, ta cần lấy cái màu của đường viền này, các bạn có phóng to này lên, lấy cái này, lấy cái màu của nó. Ok, đưa cái màu vào trong đây. Đây, chúng ta cần thu nhỏ nó lại. Đo xem. Khoảng 700 à 570. Y 570 pixel. Ok, và chúng ta cần làm ở giữa thì cũng giống như cái hình thôi, chúng ta làm thủ thuật làm mặt in, không cần trên dưới thì ở đây là auto đấy, ở giữa rồi. Và chiều cao của nó là bao nhiêu nhỉ? Xem nào. Chiều cao của nó là khoảng 30. Okay. Bên này chứ. 2 30 pixel. Ok. Ok, chúng ta đã được cái này. Có một chi tiết nhỏ là các bạn muốn xem cái khoảng cách từ cái ảnh này tới cái này là bao nhiêu, 10 pixel đúng không? Có thể đo. Ở đây chưa đủ 10 pixel, các bạn có thể lợi dụng cái này. Cho nó thêm 5 pixel. Nhiều quá. Ok, thì là khoảng 10 pixel. Mình sẽ nói về cách mô tả này ở đây. Thì các bạn đã biết cách mô tả là, thứ nhất là nếu mà để như vậy, có nghĩa là hai số này sẽ là trên và dưới, và chỗ này sẽ quy định bên trái và bên phải. Và nếu như các bạn để như vậy thì cái nó sẽ hiểu rằng là cái này là ở trên, cái này là trái và phải, và cái này sẽ là cái ở dưới, là cái cách, một số cách quy tắc mô tả của cái mặt gin. Và cái này áp dụng cho cái cả cái người ta nói sau đi, trời cũng chưa cần tới cái đó lắm, cứ cần cái này. Ok, đã có được chỗ này. Và trong thiết kế chúng ta có hai cái nút ở đây, à cái chỗ nhập liệu này nữa chứ, trong cái chỗ nhập liệu ở giữa thì bên trong này sẽ có một cái chỗ để nhập được, ở đây chúng ta chưa có nha, chưa nhập được. Bên trong này sẽ có một cái chỗ nhập nữa, thì chỗ này sẽ có chỗ nhập nữa, xong cái deep khác. Chỗ nhập thì không phải là deep mà nó là một thuộc tính, một cái thẻ mới, còn có thể học các bạn một cái thẻ mới có thể gọi là input. Các bạn cho nó một cái ID bằng input test. Thì cách xài cái này mình sẽ chỉ sau, bởi vì ở đây thực sự là chúng ta chưa chưa làm tới web động, cho nên là không không cần quan tâm lắm, chúng ta chỉ cần tạo những đối tượng giống như trong hình là được. Tới bài web động thì mình sẽ nói sau. Ok, chúng ta sẽ có switch deep body, ta deep luôn, chúng ta phải bỏ qua cái input zone mà mô tả thẳng luôn cái input test. Bỏ qua cái này, mặc dù là cái input test nằm trong input zone, chúng ta không cần mô tả, chúng cần body để thẳng đây là nó hiểu rồi. Và cái này chúng ta mô tả như thế nào? Trong thiết kế thì cái này nó sẽ không có body, không có border. Test có cái gì nó sai à? Body. À cái này không phải là deep nữa mà nó là input nhé, lưu ý chỗ này rồi. Chúng ta cho không cho nó body, không không cho nó body. Body bằng none, none tức là không có body đấy, cái deep này mặc định có body. Và cái hai của nó, mình hai của nó là bằng bao nhiêu nhỉ? 30 pixel đúng không? Đây, và nó không có cái viền xanh xanh phía ngoài.
mình xem nhé. Cái này sẽ là phải nói chuyện với lại đồ họa viên. Nhưng chúng ta đang giả lập thì cũng không có đây, đây không có. À, cái này có lẽ phải dùng một số kỹ thuật khác, tuy nhiên không sao. Chúng ta cứ bỏ cái đường viền xấu xí này ra ngoài đi. Bỏ được không nhỉ? Đợi mình nhé. Ra có rất nhiều cách để làm ra được một cái chỗ nhập như thế này. Nhưng ở đây mình sẽ cố gắng dùng cách nào đơn giản nhất. Ở đây mình sẽ outline none. Ok, nó mất cái đường viền ngoài rồi. Ở đây mình sẽ cho cái này lớn lên một tí bằng cái font size 18 pixel. Ok, nó lớn hơn một tí rồi đấy. Rồi, về tạm ổn cho ta có một chỗ nhập. Ra lưu cái này lại. Mình nói là cái outline này chính là quyết định cái viền màu xanh đấy nhá. Các bạn để chủ đề mà các bạn có outline thì khi đưa vào nó sẽ có viền màu xanh, còn nếu không có outline thì sẽ mất cái viền màu xanh đi. Đây là một cái mà các bạn hay gặp nhất và các bạn hay bị khó chịu nhất. Rất rất nhiều website bị dính cái lỗi này mà không không tắt đi, vì người thiết kế web mà dựng web họ không không chú ý tới cái vấn đề này, nhưng đây là một vấn đề lớn. Và chúng ta làm tiếp hai cái nút này, cái bàn phím và cái này. Ok, phóng to này ra. Nếu các bạn muốn tải mã nguồn của cái này, các bạn có thể lên forum AutoIT nhé. Mình có đính, mình có upload cái mã nguồn hình ảnh này sẵn lên trên đó rồi. Trường hợp các bạn không muốn lấy lại cái hình, các bạn rồi, có hai cái này nó đem hình vào trong đây thì vào rồi. Ta làm sao đưa nó vào đây ở dạng cái nút bấm, thì cái nút bấm nó cũng là cái input thôi, các bạn sẽ tạo thêm một cái input nữa đây. Input nữa đây là input keyboard. Ở đây nó là button cho nên là các bạn để chữ try bằng button. Chắc cái trên này nó cũng có một cái thuộc tính là test, try bằng test nhé. Đúng là như vậy. Đây, làm sao cũng thân ở đây. Thì làm sao để gắn cái hình cho cái button này, các bạn có thể làm sau. À, chưa có mô tả lầu thì đây. Deep body input button ở đây cũng vậy thôi, các bạn cho nó một cái đây, một cái là nó là keyboard. Kích thước của nó chỉ có khoảng 20 và 13 pixel, cho 22 đi, 13 pixel cho 15 đi, mình từ từ mình chỉnh sau. Có cái gì đấy không ổn nhỉ? À, cái này là gạch giữa chứ không phải gạch dưới. Ok, thì ở đây nó có một số vấn đề nữa, nó xuất hiện cái border, chúng ta sẽ bỏ cái border đi cũng giống vậy luôn, border bằng none. Xong này, rồi xem cái tỷ lệ chuẩn chưa. Rồi ok, nó sẽ nằm giữa thì đấy, nó chuẩn nằm giữa rồi đấy. Lưu cái này lại nhá. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm tới cái micro.
micro không nhỉ? Đây micro. Micro thì nó có kích thước là 17 và 21. 17 21 xem nào. Micro. Có gì đây chưa đúng à? À, inbook macro. Ok. Rồi, nó là có macro. Thì chỗ này nó chưa chuẩn lắm bởi vì mình cần nó xem nào. Okay. Đây. Giống thiết kế chưa nhỉ? Ở giữa một tí. Còn cái này thì sao? Yeah, and that. Không được chuẩn lắm nhỉ. Cái này không cần biết đâu. Sao canh cái đấy ngay giữa thôi. Cái này last 10 pixel. Đồ từ position relay top 10 pixel, cái này sẽ chuẩn hơn rồi. Right bằng 0 pixel không tác dụng. Ok, cái mình muốn làm là đưa hai cái này qua bên này nằm, thì có một cách khác để làm chuyện đấy mà không cần dùng tới thuộc tính right. Trên đây mình cần lưu cái này ta. Ok, cách đơn giản là các bạn làm cái này cho cái input này nó rộng ra, nó sẽ đẩy hai cái kia qua. Thì chúng ta sẽ cho một cái Y ở đây. Chỗ này là 570 đúng không? Thì cái này mình cho nó khoảng 520 pixel. Đấy, bạn thấy nó đã đẩy qua rồi chưa? Đấy. Thế thôi. Không khó đúng không? Chỗ này nó hơi sát cái viên này lắm, mình xem nào. Đấy nó hơi sát lắm mà nên tách ra. Thì để tạo một khoảng sát bên này, các bạn có thể làm cái mực gin. Test một gain thì trên dưới không quan trọng, bên bên trái mình cho nó vô 5 pixel và bên phải thì mình cho nó cũng 5 pixel luôn. Ok, và vậy thì cái này cần nhỏ lại một tí để chừa chỗ cho cái micro và cái bàn phím. Đấy, xong. Thì là chúng ta đã có được một cái input giống như trong đấy. Đấy. Tiếp theo là cái gì nhỉ? Tiếp theo là hai cái nút tìm vào chỗ này. Cái này là rất là đơn giản, nó không, nó là cái button đây. Thì xem nào. Cái button này nó sẽ nằm ngoài cái vùng này. Thì cũng nằm ngoài cái zone này. Button này. Nó là input search button và thêm một cái nút nữa là search lucky. Ok, chúng ta có hai cái nút này ở đây. Cái này thì sẽ cần một cái kế nào, nó nằm ở giữa đúng không? Ok, nằm ở giữa chúng ta sẽ cái deep ở đây thử thôi, mình cũng không biết là cái này nó có hiệu quả hay không. Mình cần nhớ vô giữa thì mình giống như trên, tạo cái deep input button có s đi, nó đặc biệt một tí. Ok, trên này mình sẽ mô tả lại là deep body deep input button. Xem nào. Input button đây. Chưa đúng rồi. Input button. Deep 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 đây.
Cái ngôn ngữ HTML này nó có cái vấn đề dở là rất khó để debug, các bạn phải chú ý thật kỹ. Dù như các bạn sai một chữ e chữ y như hồi nãy đây, các bạn không để ý, các bạn hoàn toàn không biết được. Tuy nhiên nếu như các bạn làm từng chút một thì các bạn có thể phát giác được lỗi ngay. Các bạn vừa thêm cái này, các bạn biết là cái lỗi nằm trong phạm vi code bạn vừa thêm thôi, các bạn sẽ dễ sửa hơn, nên là các bạn cứ làm chậm mà chắc nhé. Cái này chúng ta làm sao cho nó ra giữa giống hồi nãy thôi, margin không auto và cho nó cái y bằng 500 pixel đấy. Và để mình bật cái border cho các bạn thấy dễ nhé, 1 pixel solid. Đây là cái vùng của cái input button đấy, thì chúng ta cần nó cách ra một tí. Các bạn cho cái này thêm 10 pixel đi, nó thoáng thoáng ra. Sau đó các bạn cần hai cái nút này vô giữa nằm, thì các bạn dùng test unlock bằng center, nó sẽ vô giữa nằm. Unlock center. Đấy, các bạn không cần cái này nữa, các bạn bỏ cái này đi. Nghĩa là bạn có hai nút nằm giữa rồi. Rồi tiếp theo là các bạn chèn chữ vô hai cái nút này. Thì chèn chữ vào mình chỉ luôn ở trong đây, đó là các bạn thêm một thuộc tính nữa gọi là value bằng, các bạn muốn thêm chữ đó là trong thiết kế là gì, tìm với Google, xem trang đầu tiên tìm được, ok, là tìm với Google. Còn cái bên này là tìm với là mất rồi, đây xem trang đầu tiên tìm được, xem trang đầu tiên tìm được, xem ra đúng chưa nhá. Đấy là đúng rồi đấy, chưa giống lắm đúng không. Cái nút trong hình thiết kế nó to hơn cái này và có khoảng cách ở đây. Vậy thì chúng ta cần mô tả lại hai cái nút này, thì ở đây nó sẽ là mô tả chung cho hai cái này. Nó sẽ tạo cái class cho nó là button đi, là button chuẩn của trang chủ Google sẽ có kiểu này. Rồi chúng ta lên đây tạo một cái mô tả button gì, button input chấm button rồi, các bạn lưu tạm đấy và qua bạn sai xem là nó đây, nó ra thuộc tính đây rồi, các bạn không tạo đúng. Thì bây giờ chúng ta đi làm một cái nút giống như vậy. Thì trong thiết kế web với tư cách là một đồ họa viên, các bạn cần phải biết nhiều cách tạo ra nút. Đây là cái mình không thể chỉ các bạn được, bởi vì nó phụ thuộc vào cái trình độ Photoshop của các bạn ở mức độ nào. Tuy nhiên đối với một tư cách là một coder thì các bạn có rất nhiều cách để tạo ra cái nút này mà không cần phải giỏi Photoshop. Đó là một cách mình, các bạn lấy hình ảnh, hoặc là các bạn nếu các bạn rành về CSS thì các bạn có thể mô tả cái nút này bằng CSS. Thì mình nghĩ là nút này sẽ mô tả bằng CSS được, để mình thử nhé. Nhưng mình thấy cái đây các bạn là cái hình nền để xem nào. Ở đây màu của nó không khác biệt lớn lắm. Ồ, có khác biệt. Tuy nhiên mình sẽ không. Rồi có một cách đơn giản là các bạn copy cái nút này, các bạn paste vô trong kia để mình xem cách nào sẽ tốt lợi hơn. Mình sẽ làm cách dễ đi. Cách dễ thì nó sẽ chỉ làm cho cái nút giống được khoảng 90% thôi. Xem, ok. Vậy đi. Rồi chúng ta chọn cái này đi. Ok, cái này sẽ là background border 1 pixel solid gray 2, mình cho tạm trước nhé. Đây. Rồi. Chúng ta cần lấy cái màu của cái viền. Màu của cái viền.
Đấy, cái này lúc này nó gần giống rồi. Các bạn có thể thêm một cái thuộc tính nữa là margin cho hai cái nút này nó cách nhau ra. Không, không, và chỗ này sẽ là 10 pixel gần một tí. Đấy, tầm đó. Rồi, thì nếu như các bạn nhìn kỹ các bạn thấy là cái nút này nó cũng chưa giống cái nút trong thiết kế. Nhìn kỹ thì cái này là lần nữa nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của các bạn. Các bạn có nhận ra hay không nữa, cái nút này cái góc của nó không có nhọn mà nó rất là bo, rất là nhỏ. Đây con này nó nhọn thì có thể nó khác liền. Đây nút nó nhỏ thì làm sao để tạo ra một hiệu ứng nút, tạo ra một hiệu ứng nút có bo như vậy, thì cái này là một kỹ thuật nữa của CSS, là các bạn phải search Google nha. Các bạn gọi từ CSS border radius cũng được, radius cũng được, để mình xem. Các bạn lấy cái này nhé, xem nào. Đây các bạn có thể cho nó một thuộc tính là 1 2, xem nào. Khoảng đấy, các bạn copy cái code này, các bạn đưa vô trong cái thẻ div mô tả của các bạn xem nó đúng không. Đây nó giống rồi đấy, các bạn thấy nó 2 hoặc là 1 thì các bạn thôi. Và ở đây sẽ có một cái vấn đề mình nói luôn, tại sao là tại sao có tới 3 cái mô tả về radius ở đây. Nếu như các bạn chắc các bạn cũng biết là máy tính chúng ta là trong hệ thống Win, trong giới internet có rất nhiều trình duyệt. Mình có Safari, ISS, rồi IE, Safari, IE, Chrome, Firefox. Thì mỗi một trình duyệt như vậy nó có một cách mô tả riêng, mình nói là nó có một cách mô tả riêng của nó. Thì đối với Chrome nó chỉ hiểu cái border radius này thôi. Và nếu như người ta dùng một trình duyệt khác thì như như cái chỗ này, thì nếu như bạn dùng Firefox thì nó chỉ hiểu cái mô, nó hiểu cái mô border radius này thôi. Lúc đó hai cái này sẽ bị bỏ đi. Và tại sao chúng ta cần cả ba cái này, là để cho ta người khác bật trình duyệt lên, bật bất kỳ trình duyệt nào thì nó cũng hiểu là chúng ta muốn border radius ở đây là bo tròn ở đây. Và cái này không thừa nhé, này những cái bị gạch bỏ này không thừa, bởi nó trình duyệt khác sẽ hiểu nó, và ở đây Chrome sẽ hiểu cái dưới này thôi. Đấy, chúng ta đã có được một cái nút như vậy rồi. Đây có thể vấn đề về màu chữ nữa, mình không chắc là màu chữ nữa có xanh màu này đi. Xem nào, color. Ok, color chỉ tạm vậy thôi, mình cũng không chắc là nó. Nhớ mà có mô tả về color rồi đây. 4040 4040, nó cũng gần gần giống nhau, mà kệ cứ bỏ vô đi. Rồi bỏ luôn cũng được, cái này mình làm mẫu thôi cho nó gọn. Bạn muốn màu gì thì bỏ vô nhé. Mình copy cái code này xuống. Ok, rồi. Chúng ta đã có được cái này rồi, và phần cuối cùng đây là một cái đoạn test thôi. Đoạn test này cũng giống như vậy, các bạn cứ mình chỉ luôn vì nó có một cái vấn đề nho nhỏ. Đoạn nữa chúng ta sẽ cần một cái vùng zone khác. Cái này mình sẽ gọi đây. Cái này là help info. Ở đây nó nội dung là google.com hiện đó có bằng các ngôn ngữ. Đừng vô. Ok, mình sẽ nói luôn cái phần này vì nó có deep deep chỗ này sẽ đóng lại. google.com, xem là mình chả nhớ được. Cấm vn hiện đã có các đã có bằng các ngôn ngữ gì đấy, để sau nhé. Rồi chỗ này nó sẽ là cái đi bằng hết test nha, hết info. Chỗ này đây
nó giống như cái chỗ này. Không phải, giống như chỗ này đây. Test Android này nó rộng hơn một tí, mình cho nó 700 luôn. Rồi, ok. Xem nào. Đây, nó có rồi. Này nó cho nó. Đây. Cho nó thêm một tí nhá, nó sẽ xa một tí. 20 luôn, rồi. Rồi. Chúng ta sẽ có một cái link là chữ English của frame và tiếng Trung gì đó, mình sẽ làm hai cái đầu thôi, còn hai cái sau này mình bỏ nhé. Vì mình không biết cách gõ tiếng Trung. Rồi, chúng ta sẽ đây một cái div khác. Thật ra không phải là div mà là nó là một cái liên kết. Thì các bạn thấy là theo như mô tả của đồ họa viên thì đó là một cái liên kết, nó sẽ là thể A. Tổng loại A. Chữ này là in click đấy, thì cái link thì nó sẽ như vậy: HTTP bằng href bằng http 2.google.com. Đây là google.com, đây là tiếng Anh. Sau đó có khoảng trắng ra, cái này là tiếng Pháp, French. R-A-N G-A-I gì đấy. S thì chỗ này sẽ là chấm phân, mình không nhớ lắm, mình chỉ là tương đối thôi nhé. Rồi chúng ta xem nó chạy như thế nào. Đây, và rồi nó bị xuống hàng và chúng ta cần nó nằm trên một hàng. Thì như vậy chúng ta cần cái thuộc tính, cần cái test này nè. Đây, cần cái help test này nằm trên một hàng. Thì để nằm nó hàng, chúng ta có một cái display là inline, cái này các bạn đã nhớ không, nhớ đúng không? Đây, nó sẽ inline ra được cái này lên đây. Deep test, cái này nó sẽ là deep help test. Sai rồi. Deep chứ không phải deep. Ok, nhầm. Và cái này chúng ta cần cắt ra một tí, thì các bạn có thể dùng dùng cái dấu này, cái ký tự khoảng trắng vô hình này, bạn để phía dưới này là xong. Chúng ta đã có được một cái giao diện web trang chủ gần giống như vậy. Thế thôi, mọi người chắc không 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 khó đúng không? Đây là những cái cực kỳ cơ bản trong 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 hệ thống web. Nếu như các bạn đang mở trang Google lên, các bạn cũng đừng ngạc nhiên là tại sao cái mã nguồn của mình và cái mã nguồn của Google này nó hoàn toàn khác nhau. Đây là hai mã nguồn hoàn toàn khác nhau, cái này nó phức tạp hơn rất nhiều. Còn cái này là cực kỳ đơn giản. Thì đơn giản là vì cái Google đây là web tĩnh và chúng ta đang làm đây là mẫu web động, cho nên nó khác nhau. Nên nó khác nhau là vậy. Mình nghĩ là bài hôm nay chỉ như vậy thôi. Đã hoàn thành cái trang Google. Ở ở video clip sau mình sẽ thực hiện với một trang web khác, phức tạp hơn một tí. Có thể sẽ kết hợp với lại JavaScript. Cũng như là về cơ bản HTML có chỉ vậy thôi. Ok, bài hôm nay kết thúc ở đây nhé. Chào các bạn.